Bây giờ mình sẽ tới nhà của chị Hằng nè, ở bên Florida. Cây bông sứ nè, ở Mỹ mới thấy luôn. Có nhiều màu quá ơi. Hai chị. Công đông là là quẹt mình tới nè, ông già bên ông nội của tôi đó. Miếng vô là cái nhà. Là cái nhà nha. Đây. Cái cây này rất là thơm nha. Cái này là rosemary á, mình nấu mình chiên thịt bò mình bỏ vài miếng vô có thơm lắm nha cả nhà. Đó. Còn đây. Đây là hồ bơi nha. Rồi sao nhà có hồ bơi, buồn buồn ra bơi thích ghê. Đây. Mấy bạn biết cây gì không? Đố mấy bạn biết nè. Cây mận nha. Đây. Wow, mận nè cả nhà. Trời ơi. Trái quá trời luôn. Quá ra trái luôn nè cả nhà. Quá ra trái luôn. Mấy bạn nhìn ở trên thì không có thấy trái nha, nhưng mà nó nằm ẩn ở phía dưới nha. Mới đầu mình cũng không thấy nữa. Đây. Đây. Cây suri này nha cả nhà. Trái nè. Chín rồi nha. Đây là bông nè. Nè. Wow. Mấy bạn nhìn giống như ở Việt Nam không? Y chang như Việt Nam luôn. Sorry. Đây đây, đây là cây xoài nha cả nhà. Đó, cây xoài nè. Đó. Đây. Đây là cây bơ. Trái nè. Đó. Xum xuê luôn. Xum xuê luôn nha cả nhà. Đây. Đây. Tụi mấy bạn biết là cây gì nè. Đây cây mãng cầu nha cả nhà. Đó. Vườn nhà chị trồng đủ loại cây hết. Đây, thanh long nha. Đó, hai bụi thanh long. Đây thêm một cây xoài to đây nè. Đó cả nhà. Ha ha ha. Còn đây. Rau chùm gót luôn nè. Bên Florida là cái gì cũng có hết á. Đó, rau chùm gót. Đây. Bộ bạc hà nha. Nhìn xích là mê luôn á. Đây. À, cái này để coi. Cái chanh. Cái chanh nha cả nhà. Xả nè. Lau quế nè. Ớt nè. Đó. Đây. Cây bông giấy nha, quá trời bông luôn. Đó, cả nhà thấy chưa? Đó, cây bông giấy nè. Ồ, mình thấy hình như là nó có hai màu á, màu tím với màu đỏ á. Nè. Hai màu nha cả nhà. Đó.
nhìn thích quá. Bụi mía nha cả nhà. Nhìn phía sau nhà có nhiều cây, có thật là mát. Nồng nọc đó. Quá trời luôn á. Quá trời luôn. Oh my god. Ở bên Florida mà có cái con này luôn á nha. Oh shit. Thấy không? Thấy không cả nhà? Đó con. Nó con cá nồng nọc hay cá nóc gì đó không cá biết nồng nữa. Nọc. Nồng nọc hả? Nồng nọc. Cái này là bông súng đúng không? Hồ bơi luôn. Cái mai, bông. Ô trời đang nắng bỗng đổ mưa luôn kìa. Mưa luôn nè cả nhà. Cái nhà thấy không? Trời vừa nắng mà vừa có mưa luôn nè. Đó. Trời ơi. Mưa nắng. Mình để mình cho cả nhà xem cái này nha. Cái cây này cây gì mà cái bông nó dài, lần đầu tiên mình cũng không có biết tên nữa. Lần đầu tiên mình thấy luôn á. Cả nhà xem thì coi ơi, cho mình biết cái tên nha. Thank you cả nhà. Đây. Có bụi bụi hình này gọi là gì ta? Bụi tre hả? Ồ, nè. Cây cao nè. Ồ, đó trời cao luôn. Nè, mưa nắng nè. Nắng vậy đó, cả nhà thấy không? Trời em vậy nè. Trời nắng vậy nè. Trời nắng vậy nè. Mà trời đổ mưa. Thời tiết thì không hiểu nổi luôn. Đây là phía sau nhà. Đó, cái cây cao ghê. Đây, tới nhà chị Hằng ăn chân gà nè, một lát ăn cháo. Nhiều lắm luôn. Đó thử ơi, ăn ngon không? Có lá gì vậy nha. Nó có chanh thơm à? Đá nữa. Đá. Thì con nằm coi đi, ăn khác đi mà con chán thì con ngủ chút rồi mẹ về. Okay. Ngon không? Ngon không? Ngon. Bye bye. Love you. Chị nắng hoặc không bị đờn. Dramatic. Dramatic quá. Qua nhà chị yêu cùng quê ở Bến Tre. Chị ở Sam Bà Con. Đẹp, có trái cây nữa. Chị Duyên làm gì chị Duyên? Sắp bắp chuối làm gỏi gà. Nếu là ủng hộ chị ấy nhiên. Cảm giờ thì nấu ăn không ngư? Không. Không
Hai chị. Trời ơi, đang làm gì chị? Đang tập trung, đang tập trung. Gọi chị. Không, chị xào, chị xào miếng. Miếng. Xào cái miếng. Làm gì? Ăn nhiều cái gì chị? Làm nhiều thứ gì? Hả? Làm nhiều thứ. Xào miếng với cua chị. Ờ, đây là gà. Đây là gà. Đây cá nhân. Gà. Xong rồi nồi cháo. Đây là nồi cháo. Chị chuẩn bị chị xào. Có huyết đã quá. Trời ơi. Nhà mình ai thích ăn quýt ha. Yeah. Đây. Qua vô, qua vô. Cua nè cả nhà. Cái này là bạn quen vậy anh chị. Sầu riêng. Wow. Sầu riêng tố nữ. Sầu riêng tố nữ. Ồ nghe lạ vậy. Sầu riêng tố nữ. Nhảy qua. Viên đang trong gỏi bắp chuối nè. Chỉ có trộn thôi, còn nước sốt là người đứng sau lưng. coi như là phụ bếp đi. Coi như phụ đó. Làm cái nước sốt của chị luôn. Vậy là được luôn rồi đó, vậy là ok rồi đó. Đây, giờ bỏ rau vô rồi nè. Nhìn hấp dẫn lắm. Ăn thêm con cua nữa, trời ơi. Xong. Đây mấy bạn thấy hấp dẫn không? Miếng xào cua. Miếng xào cua này cả nhà ơi. Ngọt từ chưa. Có thể nó tự chuyển từ nếu mà đá giỏi nó vô chứ đổi như là LA Galaxy nè rồi Lexus thì cũng là Mỹ mình thấy không? Nó mà như là nó chơi kiểu mà lên ngồi luôn đi Hằng ơi, mấy đứa lên luôn đi. Đạt cũng bỏ lên đó. Bây giờ nó được mấy cái đội mà của Mỹ, mấy cái đội mà của Mỹ á, bây giờ ngó ảnh luôn á. Nó nhấp nó giữ cho cặp giò đó. Vậy hả? Tại vì nếu mà vô cái đội mà từ từ em vô đội tuyển với Mỹ luôn á, nếu mà đã giờ ổng đang riêng á, đang riêng á. Lần này tụi em đi chăm bà chứ không đi ăn đồ. Dạ. Nếu mà có đi đội em là gà gì phải bỏ quyết vô. À, em thấy vậy. Vâng. Đúng không? Đúng. Con là luôn. Rồi đi ngồi đi chị. Ngon quá. Bữa nay mà chị đãi dân New York mà cua là chị cua à? Tại vì đứt mấy cái bóng cua. Tại vì cái cua mà xào miếng, tại vì thằng Phong nó không ăn cháo, nó nhường lại cho họ tạ. Nó ăn gỏi. Ai vậy hả? Ừ. Gỏi được, nó đang hút cháo. Để không ăn cháo thì con miếng nghe nha. Cua lắm, con miếng ăn cua đi. Nhưng mà ở trong quán gà mềm. Cái này nhắm quá. Nó mềm. Gà nó công nghiệp đó. Ở đây nó lâu lắm.
Ở đây là cũng lưu vậy thôi, nhưng mà điều anh không biết là công là nó Việt Nam mình là ăn với đó mà gà nó bự, con gà này nó nhỏ nha, gà này như kiểu nhìn nó giống như gà Nam là cái bộn á, không cái thịt gà này thì em nhìn lên thấy giống mình đúng rồi, thịt gà nó trắng trắng xem, nhưng mà vậy là nó là dạng gà công nghiệp nhưng mà nó còn còn sống nuôi được đúng rồi, nuôi về ăn liền đấy. Gà nó rất là ngon, rất là ngon, đá, đá là ăn như cái gì mà nhân gà này á, ta lấy cái gì cũng như hai tiếng đã đỏ vậy là mình nhận thấy cái kiểu gà con gà của nó còn tay đi cái vườn trái cây đó hả? Gì đấy hả? Cái má đi cô cá của ai quý người quý nhỏ đô vườn trái cây phải liều ai của cái cây tài cái có điện ăn đi bỏ hình lên hello mời cả nhà. quen không? Quen quá. Cổng là cao thủ nghe mà. Trời, chồng luôn á. Chồng giả là chồng hết rồi. Như vậy anh. Hãy nói về con gà đi. Gà cho review con gà đi. Giờ ta gặp miếng ăn ngon. Em đang bảo giao lưu chút chị. Giao lưu. Mọi người cứ vô tôi đi. Anh ăn cua à? Đi bộ rồi. Hai cái ơi tại sao em ngồi cái ghế này lấy cái ghế đó không lấy cái này cái ghế nào lấy cái này cái ghế nào vừa chưa 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 bự quá bự anh quay cái ghế trống hả chị Duyên ngồi được rồi đủ rồi đó vậy là xong rồi đủ rồi đó rồi lại ngồi ngoài sân uống nước nhưng mà ý là uống bia nhưng mà sợ nắng say hoặc là nghe say nắng Việt Nam nóng chảy mỡ đây nóng. Ở bây giờ giữ bãi là phải mua nhà với này ở nó lạnh mà giữ bãi cũng quen ở trong nhà không thì chắc không đổi ha. Lạnh Việt Nam rồi. Lạnh Việt Nam rồi đúng rồi đó. Hay là lạnh hay Việt Nam rồi. Phải hưởng thụ. Đâu rồi đâu rồi. Lạnh chạy Việt Nam. Đâu ấm mồm. Đâu rồi lạnh lo. Ờ vậy thôi. Tươi. Nghe hơi nhưng mà vừa bãi về đây là vừa bãi khỏi cần giọt về nè. Thôi nhà nóng về nóng về đây rồi đó em. Về nóng rồi. Hả? Cái hơi nóng chưa. Rồi. Về nóng về đây rồi đó. Này mình like chứ mình không quay. Không quay để mặt không lên. Không bây giờ mấy người lớn tuổi là về Nam ở nhiều. Được. Họ thích. Sao anh không thấy lắm gì ăn hết trơn. Đã uống rồi xong cái tối nhằn nhằn hạt như không có bồi dưỡng gì hết rồi. Ngày mai ở nhà nghỉ. Ở ngoài nhỡ là ngủ đó. Ủa vậy chứ hôm qua nó có đi làm đâu rồi. Phải ngoài nhỡ mà. Cả nhà ơi đây sẽ tay mít nè. Không bằng đâu, bữa chị ăn một cái phi còn vô ngon. Trời ơi, không thể tưởng tượng. Phi đi luôn hả? Chị phi luôn. Chị mất này lịch, bao nhiêu tiền vậy? Nó phi có 20 đồng à. Rẻ vậy. Trời ơi. Trời ơi. Ở phố này đang rẻ quá. Trời ơi. 20 đâu? Em mất 20 đồng bán 9 sen phao. Trời ơi, bên đó là một tuần còn ngay. Trời ơi, ăn cũng ok luôn rồi. Ngon lắm hả? Trời ơi.
ơi, trời ơi ngon. Ngon với đường. Hồi đó là ở quê dưới nhà trời chị. Trời ơi cái này là rau xong cái mắm với dừa. Dừa nước với cái mắm. Em nhớ cái mắm. Cưng biết không? Cái này á là làm chè Thái á cưng. Mình ăn á là làm chè Thái là hết ý luôn. Sữa rồi. Thật vất vả. Rồi đi. Bẻ ra. Gì chứ tự nhiên bây giờ như này ngon. Con đem vô cho ba ông ngoại với lại ông ngoại đi con. Để bạn. À. Con đưa cho ông ngoại con trước đi con. Nhận con gái chị giống như diễn viên thiệt chứ nó giống như người mẫu thiệt cái chị. Hồi nãy giờ em thấy nó em thấy giống như thiệt mẫu luôn. Mà nó like quá nhiều luôn hả? Nó like nhiều. Má nói không nhớ hay không nhớ chị hả? Má nói con chị nhỏ đó là giống chị ngày xưa vậy đó. Tại vì cái hình hồi nhỏ. Hồi nhỏ chị hợp ốm vậy đó. Thôi đâu, bà ốm như vậy luôn. Nhìn mà thiệt. Tại lúc đó tụi em nhỏ quá không có biết ngắm chị. Không có nhớ chị ơi. Không có nhớ được. Mà chị hai nhớ chị không vậy? Nhớ trời. Ủa nhưng mà hai quá trong nghiệp em. Hello cả nhà. Mình đang gặp ổi nha. Ổi rất là ngon. Em mua cái này. Ổi cây nhà lá dừa. Ổi okay chị ăn đi rồi. Đã thấy ổi chưa à? Đó. Dạ. Ngon rồi. Không có hộp. Ai lái kìa. Chị thấy nó hơi bị mì. Ngọt dễ thở. Ngọt như lừa em. Chắc xíu em không có ăn hộp thôi cả nhà. Em cắt hộp em bỏ nha. Phí quá. Chịu thôi chứ em không ăn nguyên liệu ngon. Chị thấy ổi này hơi bị mềm. Hay giờ nó chị ngon mà. Không, nó hơi mềm á. Ha, cái em mấy hôm trước á nó giòn. Dạ con thấy. Cái xác kia nó. Này muối ớt Tây Ninh hả chị? Ủa chắc khổ dồn lắm em. Chị không biết cái này muối cho thôi chứ không biết luôn. Lộ quá heo, cái muối màu ổn quá heo. Muối nhà làm. À. Nhà làm hả cưng? Cái này chắc muối nhà làm á. Nhà rang hả? Nhà rang. Ăn ổi nè ba.